Dễ thương ghê á. Cái mặt trang điểm mà kêu anh. Ôi là trời, con bé này. Chị, cu đen. Chị, sụ bé, cu đen chết rồi, em kêu cu đen hoài đơ. Đồng được nha, bạn xin phụ ơi. Phương ơi. Em nghe tí tí đi ra đây giao lưu với em tí. Đi khách kêu BD nhiều lắm nè chị. Chết rồi. Chị, hôm nay chị giữ em bé nha, em đi với ảnh một chút nha. Được. Trời, dễ thương quá vậy trời. Cái gì cái chị em mình. Đi luôn, chào chào. Con ngủ với mẹ nha, bữa nay ngủ với mẹ nha, cô Phương ngủ với ba. Dạ. Trời, dễ thương quá vậy trời. Con nó giống ba quá anh ha. Ba đi ngủ với con đi, đưa cái giỏ em sách giùm cho này quá con nghĩ. Cái gì vậy hiền quá hả? Dễ thương quá. Nói với anh chị đâu lận? Dĩ An hả? Hoài Dĩ An mà vô đen cái duyên chiên. Dĩ An Bình Dương. Dĩ An Long An. Bình Dương má ơi. Ba ô, Dĩ An Bình Dương. Ôi oh, sorry. Dĩ An An là mình nhớ tới Long An. Suốt ngày chưa bấm di chúc của anh Trung Phương suốt. Dạ cảm ơn nha. Dạ. Dạ. Chúc mấy vợ chồng lúc nào cũng hạnh phúc nha. Bye bye nha, bye bye anh. Rảnh vô em nha. Hẹn gặp mọi người 10 mấy? 19. Bình Dương nha. Bye bye. 19 em diễn ở Bình Dương á. Dạ đúng rồi, có gì qua. Lô Tô Hương Nam. Dạ đúng rồi. Chạy từ từ thôi, đừng trai qua mặt hết nha. Em giỡn á. Đẹp trai rồi thiệt, có chừng nào em với chị mới lấy được người chồng vậy chừng nào có người chồng, có đứa con ẩm gì. Ồ thì giờ mà hai người bằng tuổi mình là mấy người con gái là ta có con chồng con hết trơn. Chị biết em ước gì không? Ước gì? Em ước gì chồng em đẹp trai như chị á. Trời ơi. Chị có ước gì vợ em đẹp trai lắm em. Chị ước gì vợ của chồng của chị trang điểm đậm với em. Như hai chị em bị bệnh luôn á. Rồi hello mọi người nha, lời nói đầu tiên xin cho Trúc Lam và Trúc Linh, Cẩm Ly và Minh Tuyết, Tấn Beo và Tấn Bo gửi lời chúc sức khỏe và lời chào Trinh Ý Nhi. Gửi chúc sức khỏe và lời chào thân ái. Quên, Thu Đạm. Thu Đạm là gì? Thu Đạm là ha. Ê, thôi. Ê, thôi đừng có đọc ngược lời. Nghĩ luôn, nghĩ luôn. Nói chứ lời nói đầu tiên xin cho Vanessa Vũ Đô Phương và Minh Tuyết gửi lời chúc sức khỏe và lời chào hân hoan đến tất cả mọi người, những anh chị em bạn bè mình đang có mặt tại kênh YouTube của Thu Phương Gái Tiên Chiên nè, Loto LGBT, Đêm Trăng Sáng, Sức Sống Mới và Lan Quế Phường và kênh của chị. Kênh chị là gì? Chị ơi kênh của chị kênh gì? À, kinh nhiêu kinh nhiêu lộc đó, chúc cho cả nhà có một buổi tối thứ tư vui vẻ và hạnh phúc nha. Thì hôm nay rất là may mắn luôn, đi show sớm thì em với lại Minh Tuyết tranh thủ về sớm để giao lưu với khách nè, chụp hình với khách nè, rồi để trò chuyện nè, rồi tâm cà sự cuộc đời MBD nè, cà khịa nè, chụp hình nè. Cho nên những anh chị em bạn bè nè, cô bác là mình ở gần ở xa đó, mình thương mến em, mình có đi chơi hay là đi bơi nè, hay là chơi bóng gỗ, chơi bóng chuyền, đá cầu, bắn bi, đá bóng, còn chơi bóng xô bé vui mà đó. Mình chơi, mình là con gái mình chơi những cái trò chơi đó rất là nhẹ. Thôi vậy mình con gái mình chơi nhẹ nhàng đi chị, nhẹ nhàng chơi muay thái đi. Nhìn nó giống như muốn giọng như bạn em hay không sao? Có ý là đừng, em chơi muay đừng chơi muay thái chơi bóng. Ờ đúng rồi, anh Đức bên đường đó. Anh Đức ơi. Ờ, anh Đức kìa, đúng em rồi, em muốn chơi muay thái. Anh Đức ơi, bây giờ anh giới thiệu cho anh là bé Minh Tuyết muốn chơi muay thái. Bây giờ anh chỉ cho Minh Tuyết chơi muay thái đi. Anh muốn chơi muay thái được không? Được. Anh Đức kìa. Đó mọi người thấy không? Chào đó mấy. Thấy anh Đức của em không? Đó. Ủa nay em mua tô của anh đó hả? Chụp hình tí, chụp hình dạ. Tí trời. You and I are... Leo lên luôn ông xã. Ê trời ơi, không có được đâu. Leo lên luôn. Bữa nay em làm men nha, lên đi anh chở em nè tiếp. Ê từ từ có dùng cái cục sạc chỉ yêu đích em đó nha. Trời ơi. Còn anh Đức cao quá vậy trời. Thu trời ơi, trời ơi vui hết, leo lên trời ơi, trời chi tiết là đâu gì ngồi tướng khiêu gợi coi, mỗi người được ba tấm hình ba mô tô. Trời ơi dâm quá vậy trời. Quá đẹp, xét quá. Cái xe này anh phải chở em ngồi đằng sau nó mới đẹp anh ơi. Trời ơi vô. Trời ơi ngồi quá dắt anh đi luôn xin. Ngồi leo lên quá dắt xe đi luôn. Kệ trước kìa. Ở đây qua đây. Rồi nè qua đây nè, đi theo sự hướng dẫn của mẹ nè. Phương Odina này, hãy đi theo sự hướng dẫn của mẹ. Mẹ Bình Dương rồi. Dạ tí Bình Dương đâu. Mấy anh Bình Dương đâu. Mấy anh Bình Dương đâu. Bà chỉ đâu vậy? Bình Quế kìa. Coi chừng hụt mít trời má, coi chừng ghế rồi bà nội. Hết giấy số chưa? Hết rồi, sao bà không kiếm mấy người ta mua gọi bà mua lợ? Nè kìa, chị có giấy số không bán là cho bà đi chị. Ừ đó, nhiều cái đó nhiều. Mấy tờ? Rồi, 170. Mua lại đi đi bán tiếp bà nội. Ờ vậy là bà bán giấy số là bà bán gì tiền chứ bà không có yêu nghề.
đúng không? Trời ơi, đỏ thấy chưa? Đó, nhớ ai đây không? Bà làm răng bà không nhớ ai hả? Trời ơi, chị là chị làm gỗ đó. Nhớ không? Bữa chị làm băng bà đưa góc đưa mía cho bạn. Có đâu mà bợt má. Nói tới vậy nè. Chị mượn tôi 5 triệu giờ chị trả. Thôi rồi. 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 Lâu vậy? Giờ bà giải quyết vụ này đi. Thôi chị ơi, thôi chị lên tiếng chị lên mà. Thôi chị ơi, thôi bây giờ giống như là bây giờ bà biết lỗi, thôi bây giờ góp nhỏ đi. Tiền của đại lý ta kỳ thôi, tôi đâu có em tiền nhưng mà xin người ta góp nhỏ đi. Ơi, kinh gì? Tao có thiếu đâu. Bà thiếu năm. Bây giờ bà thiếu gì 5 triệu đúng không? 100 ngàn. Thôi bây giờ nè, bây giờ. Ơi, tôi đâu có quen biết bà đâu mà có mượn bà nào đâu. Mà hôm bữa mượn là bà có ký giấy gì không chị? Kệ, có giấy tờ đâu. Không có mà. Mày là trời ơi, cái quán không phải quán sáng ta đừng có quậy như vậy, không có được đâu chứ. Bà nói người ta giùm một tiếng đi, bà nói bà thương lượng đi, bà nói ông kia là không có tiền mình trả nè. Bà nói chứng luôn chứ bà đâu có bà có lộn ai không? Bà có lộn ai không bà? Tôi tin Trần Thị Trích chứ không phải Trần Thị Trịch đâu. Tôi không Trần Thị Trích, quả Trần Thị Trịch đâu nha. Có lộn người không? Bà có lộn người không? Nhà tôi hộ địa chỉ. Nhà tôi hộ địa chỉ. Chứ phải hộ rùa. Nhà tôi không phải hộ rùa đâu. Bà hùa cả bầy cơ. Trời ơi ơi. Giờ có hiếu tiền, trời còn cái số kìa. Cam Bình Dương đâu? Cam Bình Dương đâu? Dễ rồi. Bình Dương là hai vợ chồng nãy đó. Có sao không? Có sao không anh xã? Long An được không? Trời không dám đâu má. Bà thấy ai đẹp cái bà nói giống con bà. Nè. Có dáng đẹp. Ê nè, nhỏ dáng đẹp nè. Đó, dáng con nhỏ đây nè. Nè bây giờ nhỏ này bà biết ai không? Cho bà hỏi đó, ai? Đông Đông. Biết ai không? Không. Đông bạn đông của con nhỏ. Phú á. Phải không? Mén khiết. Mén khiết hả? Nhỏ rồi. Trời ơi. Ai trúng nợ? Trời ơi, nó Phú trúng nợ rồi, ác dữ sợ ác luôn. Ê, ngồi trên chiếc nó đẹp lắm. Mấy người vậy anh trời? Nước sôi. Dạ, dạ, để em sắp màn nha. Dạ. 5 người kìa, bé đế ơi. Anh ơi, hết bàn rồi, mình lên lầu 1 rồi. Gì giờ tự nhiên hết bàn lên lầu 1 gì vậy má? Bình xăng. Số 2. Bữa nay bán hết sớm rồi hả? Cảm ơn mọi người chưa? Cảm ơn mọi người ủng hộ chưa? Cảm ơn mọi người ủng hộ rồi. Cặp Bun Kha đi. Ê, mập chờ em nha mập. Chưa về đâu, giờ này bà về tôi tụt quần bà đó nha. Vô duyên quá, không tụt quần. Bà chơi bà không có bỏ bạn nha. Nắng bao năm tôi không bỏ bạn. Cặp Kha lại la lại la. Mời ca đi khám bệnh rồi. Dừng nào đi. Mời. Bây giờ đi đâu đây? Đi chào mọi người. À đi chào mọi người hả? Bây giờ bà ở không mà đi vô bà lấy cái số đi bà bán đi. Phương kêu gì trước một bước chồng của mình. Cạch ca lại la Lan Quế Phường phải cầm cường. Đưa cô Phương lên cường. Đưa bà lên phường á, tự nhiên đưa tôi lên phường chi vậy má. Cả sống về nước, em sống về tình yêu hương của mọi người. Trời ơi, khách kìa, khách kìa. Đây. Hết đi chỗ. Dạ có chỗ rồi. Anh gửi xe đi, anh xả vô đây nè. Anh có đi bơi không? Đi bơi lên lầu 2 với em. Phương quay nè. Mê trai cái sợ ông vô quay. Rồi rồi. Hết rồi, bắn hết lắm để khám bệnh. Hello chị, dì Chất nè chị. Dạ. Quay đi. Bà hâm mộ bà, hồi nãy giờ mấy chị này dễ thương quá trời, chị này nói hả? Gặp dì Chất ôi đời, dì Chất dễ thương. Trời ơi, chào đi con, chào bà ngoại đi. Chào bà ngoại, xin bà ngoại tiền mấy bà ngoại bán hết chiếc số nè con. Muốn ra coi, vô viên. Cho cháu ngoại đi. Trời ơi, cười. Nè con, bà ngoại mua đồ cho con nè. Ở đâu của tao mặc. Cái này mà cái gì? Quần áo. Thì tôi mượn, bà làm gì tôi sẽ bận đồ bà được. Có ao vú rồi chồng á. Trời ơi. Đẹp hơn, dễ ương quá trời. Ôi trời ơi. Quá đẹp ghê không. Đẹp mất kiến nữa kìa, trời ơi, đẹp quá ha mẹ ha. Trời ơi, đẹp quá, bỏ tay ra. Thôi chồng nước sôi. Trời nước ơi, đẹp quá kìa. La là nước sôi, nước sôi. Đẹp ghê không? Dễ hương không? Dễ hương không? Dễ hương không? Uống nước luôn rồi. Đâu bê đê?